Ồ, mình thấy cá cả nhà ơi. Được, cá ngầm củ tỏi. Ồ, đây cá, một con cá ngậm củ tỏi nè. Vô có nhau quá đã luôn rồi. Quá đã luôn rồi. Đi nè cả nhà. Quá sướng luôn rồi. Lần đầu tiên mình mới có cảm giác này luôn cả nhà ơi. Được hai. Quá đã luôn. Xin chào cả nhà nhé. Lần đầu tiên nhé thì chúc cả nhà mình xem clip thật là vui vẻ. Hôm nay thì mình đi thăm lờ cá nha. Đi mình xuống chỗ này thì có 5 cái lờ thôi cả nhà ơi. Nói chung là kênh này toàn là lục bình không à. Mình đặt thì cũng 2 đêm rồi mà không biết có cá không nữa. Rồi mời cả nhà mình cùng đi thăm lờ cá với mình nha, xem cái là hôm nay có kết quả gì không ha. Đây cái nhà mình đặt chỗ này nè. Đây lục bình nó thì rất là nhiều luôn. Đây mình thăm cái đầu tiên nha. Cái đầu tiên ở đây nè. Mà không biết có cá không nữa cái nhà. Thấy nó im re. Rồi có cái nhà ơi. Được một con cá lóc nè cái nhà. Đây. Cái đầu tiên vô nha, được một con cá lóc. Quá đã rồi. Bây giờ mình bắt ra nha. Rồi mình thăm cái thứ hai nha. Mình xuống thì giờ có 5 cái lờ thôi. Chỗ này thì giờ cá nó tám nhiều lắm. Nghe tiếng bụp 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 luôn á. Đây cái nhà. Không biết có không nữa. Có cái nhà ơi. Có. Có hàng nha. Đây một con cá dày. Đây cái nhà. Còn cái dày với ốc không. Đây cái dày nè cái nhà. Bây giờ mình thăm cái thứ ba nha. Hai cái kia thì đều vô. Một cái là một con cá lóc với một cái là một con cá dày. Không biết cái này có dính vô không nữa nè. Ồ mình thấy cá cả nhà ơi. Được, cá ngầm củ tỏi. Ồ vô. Đây cá, một con cá ngậm củ tỏi nè. Vô có nhau quá đã luôn rồi. Quá đã luôn rồi. Đi nè cả nhà. Quá sướng luôn rồi. Lần đầu tiên mình mới có cảm giác này luôn cả nhà ơi. Được hai. Quá đã luôn. Quá sướng luôn rồi cả nhà ơi. Cá chê rất là nhiều luôn nè. Đây. Quá phê luôn rồi. Được một con cá lóc nữa. Nguyên bầy cá chê luôn. Sông này cá nhiều thiệt. Bây giờ mình thăm cái lờ thứ tư nha mọi người. Lờ thứ ba thì vô quá đã luôn. Còn lờ thứ tư này không biết có không nữa nè. Vô. Rồi được một con cá phi cái nhà ơi. Đây. Lần thứ tư này được con cá phi à. Nói chung là cái lờ nào cũng vô hết trơn nha. Còn lờ thứ năm thì không biết có vô không nữa. Đây còn cái lờ cuối cùng cái nhà ơi. Lờ cuối cùng á. Không biết có vô không nữa nè. Rồi thấy nó trên cạn của ta. Rồi. Rồi xong phim nữa nha. Rồi chết quá cả. Nó trên cạn quá. Ồ được con cá rô nè.
Đây cái nhà đựng con cá rô nè. Để mình để vô sâu sâu chút xíu ha. Rồi chút xíu nữa mình thu hoạch cho cả nhà mình cùng xem nha. Để trên càng thì cũng mà vẫn được con cá rô nha. Cái nhà ơi, nãy giờ thì mình đã về nha. Đây mình thu hoạch cho cả nhà mình cùng xem nha. Hôm nay thì được nhiêu đây nè, 5 cái lờ. Đây quá đã luôn. Mình xuống thì có 5 cái thôi. Mình đặt thì chỗ kinh lục bình rất là nhiều luôn. Chỗ đó thì mình thấy cá nó ụt nhiều lắm. Nên mình xuống 5 cái. Cái kết thì không ngờ nha. Vô thì rất là nhiều luôn đó nha. Nhưng mà được cá lóc hơi nhỏ nhỏ, chưa được dính cá lóc bự nha. Còn cá chê á, thì là kia cá chê vô rất là nhiều. Đây, quá đã. Lờ của mình á, thì không có đặt mồi nha. Chủ yếu như là mình đặt lờ xuống á, thì con cá nhỏ vô trước. Rồi xong á, con cá bự á, nó vô nó ăn nha. Đây, quá đã luôn. Chỗ đó thì nói chung là cũng có nhiều nhiều cá lắm cả nhà. Thậm chí có cá dồi nữa. Hôm bữa thì mình thả cậu được được mấy con cá dồi bự bự lắm. Rồi hôm nay thì được như đây à. Rồi bây giờ mình cũng xin khép lại video tại đây nha. Gửi chúc cô chú anh chị xem clip thật là vui vẻ, và đừng quên cho mình xin một lượt theo dõi luôn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại nha.